Kính mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 1 tháng 5, ngày lễ kỷ niệm và ngày hành động của phong trào công nhân quốc tế và của người lao động. Từ thập niên 30 của thế kỷ 20, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam qua những tác phẩm của mình, giúp công nhân lao động Việt Nam hiểu rõ phong trào cộng sản, công nhân, công đoàn thế giới, nhất là về cách mạng tháng 10 Nga và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, biểu hiện sự đoàn kết với vô sản, cần lao quốc tế. Bắt đầu từ nửa cuối thế kỷ thứ 19, cùng với những bước tiến của nền kinh tế tư bản, giai cấp tư sản tăng cường bóc lột và bần cùng hóa công nhân lao động, mâu thuẫn giai cấp ngày càng sâu sắc, dẫn đến nhiều cuộc đấu tranh giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sản diễn ra với quy mô ngày càng lớn. Vấn đề đấu tranh đòi ngày làm việc 8 tiếng được coi là nhiệm vụ quan trọng lúc bấy giờ. Năm 1883, tại thành phố công nghiệp lớn Chicago, Đại hội Liên đoàn Lao động Mỹ thông qua nghị quyết nêu rõ, từ ngày 1 tháng 5 năm 1886, ngày lao động của tất cả công nhân sẽ là 8 giờ. Sở dĩ ngày 1 tháng 5 được chọn bởi đây là ngày bắt đầu một năm kế toán tại hầu hết các nhà máy xí nghiệp ở Mỹ. Ngày 1 tháng 5 năm 1886, do yêu cầu của công nhân không được đáp ứng một cách đầy đủ, giới công nhân trên toàn nước Mỹ đã tham gia bãi công nhằm gây áp lực buộc giới chủ thực hiện yêu sách của mình. Ngày 20 tháng 6 năm 1889, Quốc tế Cộng sản lần thứ hai nhóm họp tại Paris, Pháp. Dưới sự lãnh đạo của Friedrich Engels, Đại hội lần thứ nhất của Quốc tế Cộng sản II đã quyết định lấy ngày 1 tháng 5 hàng năm làm ngày biểu dương lực lượng và đấu tranh chung của tầng lớp vô sản các nước. Từ đó, ngày 1 tháng 5 trở thành ngày quốc tế lao động, ngày đấu tranh của giai cấp công nhân, ngày nghỉ ngơi và biểu dương lực lượng, ngày hội của công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Bắt đầu từ hôm nay, Tổng đài 111 chính thức bắt đầu tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị của người dân về việc thực hiện gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng cho khoảng 20 triệu người dân đang gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19. Các số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân bao gồm 0913 049 567, 0977 976 686 và 0913 378 816. Trước đó, ngày 24 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 15/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, trình tự hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 như sau. Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Hộ kinh doanh, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, bị mất việc làm. Người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động. Phải mất 16 năm, từ năm 2004 đến năm 2020, nhà văn cựu chiến binh Đặng Vương Hưng và các cộng sự mới hoàn thành bộ sách quý Nhật ký thời chiến Việt Nam. Không chỉ chứa đựng bao tâm tình nhiệt huyết, những bức thư, những dòng nhật ký nhuốm màu thời gian và khói bụi chiến trường còn là minh chứng cho sức mạnh tinh thần, lý tưởng sống cao đẹp của một thế hệ con người Việt Nam đã góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại nhất của dân tộc trong thế kỷ 20. Những lá thư, những trang nhật ký này trong những năm tháng chiến tranh đã trở thành vật bất ly thân, là cầu nối giữa tiền tuyến và hậu phương, là nơi gửi gắm tâm tư, tình cảm, ước nguyện và mong ước hòa bình. Tất cả làm nên sự khác biệt đầy bi thương và hùng tráng của một thời gian khó mà kiêu hãnh của dân tộc. Những cái cuốn nhật ký đó, nó thực sự ghi lại tất cả những cái cuộc sống thường ngày dưới bom đạn, trong gian khổ và đứng trước cái chết. Nhưng mà tất cả các chiến sĩ của chúng ta, những người lính của Cụ Hồ vẫn cứ một cái niềm tin mãnh liệt, thậm chí là tôi phải nói là vô cùng là lãng mạn trong cái từng cái chữ, dòng chữ của mình. Trong hai cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc, nhiều người lính đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, nhưng bút tích của họ vẫn còn lưu lại
và gửi đến mãi mai sau về tinh thần lạc quan, ý chí cùng lý tưởng cao đẹp. Những trang viết được gửi gắm trong bộ sách Nhật ký Thời chiến Việt Nam vừa được xuất bản trọn bộ nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Bộ sách gồm 4 tập, mỗi tập dày hơn 1.000 trang, với tất cả tâm huyết để lưu lại một di sản rất riêng có của đất nước thời chiến cho thế hệ sau. 45 năm trước, ấy, thì trong chiến tranh là cái viết nhật ký là điều hết sức khó khăn. Vì thường những người lính viết là giữa các trận đánh và viết trong bom đạn, viết giữa sự sống và cái chết. Và cái chuyện viết đã khó khăn rồi và cái giữ gìn nó cũng càng khó khăn hơn. Chính vì làm báo cho nên tôi có điều kiện đi nhiều và tiếp xúc nhiều cho nên cái nội dung nó tương đối phong phú. Và tôi đã chia nó làm 4 phần. Phần thứ nhất là vượt Trường Sơn thì ghi toàn bộ 3 tháng 10 ngày vượt Trường Sơn của đoàn chúng tôi. Trong đó có 10 ngày đi ô tô, còn 3 tháng là đi bộ vượt trên đỉnh Trường Sơn để về đến khu Nam. Đây là lần đầu tiên những tác phẩm nhật ký thời chiến Việt Nam hay nhất, nổi tiếng nhất một thời cùng đứng chung trong một bộ sách với 30 tác phẩm của 30 tác giả. Qua những dòng chữ và trang giấy mỏng manh đã ngả màu thời gian, như có lửa, có thép, các thế hệ có thể nhận rõ khí phách Việt Nam, những điều đã làm nên sức mạnh trường tồn của cả dân tộc. Không một chiến trường, không một hướng tiến quân, không một địa bàn chiến đấu nào vắng mặt lực lượng phóng viên tin ảnh của Việt Nam Thông tấn xã và Thông tấn xã Giải phóng, nay là Thông tấn xã Việt Nam. Họ là những chiến sĩ trên tuyến đầu của mặt trận thông tin, góp phần phản ánh một trong những chiến công vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đây là một trong những bức ảnh đã trở thành biểu tượng của ngày toàn thắng, được rất nhiều cơ quan báo chí trong và ngoài nước sử dụng khi nhắc đến ngày 30 tháng 4. Bức ảnh xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tác giả bức ảnh là nhà báo Trần Mai Hưởng, một cựu phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam, khi ấy mới tròn 23 tuổi. Khi tôi vào đến nơi tôi xe tăng đang vào, tôi nhảy ra khỏi cái xe Comica, cái xe vuông này, nó có thể nhảy qua cái thành xe được chứ không cần phải chờ ra cửa, không cần phải mở cửa ô tô nữa, quay lại chụp ảnh luôn, không cần ngắm gì cả, xe tăng mình vừa mới vào. JP-10 được coi là lớp phóng viên đặc biệt của Thông tấn xã Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Với gần 150 sinh viên ưu tú được tuyển chọn, đây là lớp phóng viên được đào tạo cho trận đánh cuối cùng để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khi mà đã say mê nghề rồi thì quên luôn. Tức là làm sao khuôn hình là chính, khuôn hình mà chờ thời cơ, ví dụ cái chớp lửa nó lè lên, qua mất rồi thì mình phải chờ, ví dụ nó bùng lên và bắt đầu chụp. Đấy là nghề nghiệp. Cái lúc gì đâu còn nghĩ đến sống chết nữa. Ươm mầm trong xa cách chia ly của bom đạn chiến tranh, đám cưới đầu tiên thuộc lớp JP-10 của vợ chồng nhà báo Vương Nghĩa Đàn và nguyên phóng viên ảnh Vũ Long Sơn chính là một minh chứng cho tình yêu thời chiến. 47 năm chung sống bên nhau, nhưng tình cảm của ông bà vẫn bền chặt. Khi mà giải phóng rồi, anh Sơn nó 10 ngày anh không đi về. Mình cũng biết là mình chiến thắng, mình vui lắm, mình cảm thấy là tự hào lắm. Nhưng mà trong lòng mình nó chưa có một cái gì nó trọn vẹn, cái niềm vui nó không trọn vẹn. Chỉ đến cái khi anh về thì mới thấy là đúng là niềm vui trọn vẹn. Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam và đón nhận huân chương sao vàng 14 tháng 9 năm 1995, Chủ tịch nước Lê Đức Anh từng nói, không một chiến trường, không một hướng tiến quân, không một địa bàn chiến đấu nào vắng mặt phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. Hơn 200 nhà báo liệt sĩ chiếm 20% tổng số cán bộ nhân viên Thông tấn xã Việt Nam lúc đó là tổn thất nặng nề, song cũng chính là niềm tự hào, là sự đóng góp vô giá của Thông tấn xã Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Chuyện đời, chuyện nghề của một phóng viên chiến trường rất dài và lắm gian truân. Có lẽ họ chẳng nhớ mình đã đi qua bao nhiêu con đường, chiến trường, đã sáng tác bao nhiêu bức ảnh, tác phẩm, bài viết. Nhưng điều duy nhất khiến họ nhớ về một thời bom đạn chính là tinh thần và ý chí mãnh liệt, sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân khi Tổ quốc cần.
Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, những năm qua Hội Cựu Chiến binh huyện Gia Viễn đã không ngừng đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác bằng những hành động việc làm cụ thể thiết thực. Nhận thức rõ vai trò tầm quan trọng của chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, thời gian qua, Hội Cựu Chiến binh huyện đã tổ chức học tập và làm theo với nhiều cách làm hay sáng tạo. Nổi bật là trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu. 5 năm qua, hội viên cựu chiến binh trong huyện đã đóng góp gần 4.000 nghề công, hơn 500 triệu đồng hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm đường giao thông, kênh mương, chỉnh trang đồng ruộng và xây dựng nhiều mô hình tiêu biểu, nhất là ở các xã Gia Hòa, Gia Vân, Gia Tiến và Gia Lập. Thôn Xuân Đài thì là được Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã chọn xây dựng điểm nông thôn mới kiểu mẫu. Về vai trò cựu chiến binh thì chúng thể hiện rõ là tất cả cựu chiến binh thì phải gương mẫu trong mọi hoạt động, từ lời nói đến việc làm, tức là thể hiện mình luôn luôn phát huy vai trò bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ. Về hiến đất thì là 180 mét vuông là của cựu chiến binh và đóng góp thì được hơn 30 triệu để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, làm đường làng ngõ xóm. Tại xã Gia Hòa, để chào mừng đại hội Đảng bộ xã lần thứ 23, đầu năm 2020, Hội Cựu Chiến binh xã đã phát động phong trào thi đua đột kích, ủng hộ tiền, vật liệu và cây giống để hoàn thành hàng cây trên trục đường dẫn vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã trị giá 18,5 triệu đồng. Trên thế giới này là hàng cây cựu chiến binh chào mừng đại hội Đảng các cấp đang phát triển rất tốt. Song song đó, thực hiện học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh xã Gia Hòa phát động tất cả cán bộ hội viên gồm 45 đồng chí cùng tham gia với đoàn thanh niên đổ sân văn hóa, đồng thời tổ chức trồng toàn bộ hàng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà văn hóa xã. Với số lượng hội viên trên 5.900 người, nhưng tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,58%, hộ cận nghèo là 1,35%. Có được kết quả này là do nhiều cán bộ hội viên đã làm theo lời dạy của Bác, phát huy tinh thần tự lực tự cường, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển ngành nghề, kinh tế hộ gia đình, xây dựng trang trại vườn đồi, kết hợp nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi cho thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Chi hội đội ngũ chúng tôi là tổng số hội viên là 28 hội viên. Trong đó là chúng tôi là được 5 gia đình hội viên là được huyện cấp chứng chỉ là trang trại vườn đồi. Có 18 hội viên là được nhận cái quỹ đất chuyển đổi của Đảng ủy và Ủy ban dân xã chuyển sang làm cái kinh tế vườn đồi, đưa lại kinh tế cho gia đình và coi như thế là tạo công ăn việc làm cho các nhân khẩu. Mỗi cựu chiến binh ở vị trí công việc, hoàn cảnh khác nhau nhưng đều chung một ý chí, đó là tiếp tục đoàn kết, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, cống hiến sức lực trí tuệ để phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và quê hương. Tới đây bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Ninh Bình xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.